Xin chào, bạn ổn chứ? Tôi thấy đau họng. Strepsin Cool với thành phần chứa 24 dichlorobenzin alcohol và amin metancresol là viên ngậm kháng khuẩn giúp làm giảm đau họng ở người lớn và trẻ em. Không dùng Strepsin Cool cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mọi thứ sẵn sàng cho chuyến đi cuối tuần. Xong. Nhưng da nhám thật là phiền. Xong. Xong gì mà xong? Sao không dùng kem vít tẩy lông mịn màng tươi mát tẩy sạch đến tận chân lông ở sát da. Xong. Khỏi cần cạo vít là xong. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này 62 năm về trước, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày thủ đô thân yêu được giải phóng. Niềm hân hoan, giây phút tự hào đó là khoảnh khắc không thể nào quên trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Sau 62 năm, Hà Nội hôm nay đang ngày một chuyển mình, thay ra đổi diện, nhanh chóng vươn lên và phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trở thành thành phố vì hòa bình, thành phố văn minh, hiện đại với tầm vóc, vị thế mới xứng đáng là thủ đô của cả nước, trái tim của Tổ quốc. Hơn 3.100 tỷ đồng được thành phố đầu tư cho việc mở rộng 5,5 km đường Vành Đai 3, đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long. Sau khi thông xe, tuyến đường này sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trên trục Phạm Văn Đồng hiện nay. Đồng thời, tạo mặt bằng để Bộ Giao thông Vận tải đầu tư tuyến cầu cạn trên cao từ Mai Dịch đến Cầu Thăng Long, từng bước hoàn thiện đường Vành Đai 3 theo quy hoạch Giao thông Vận tải Thủ đô 2030-2050. Đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng thủ đô, thành phố cũng khởi công xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến phố Đại Cồ Việt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng với tổng mức đầu tư 197 tỷ đồng. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì và khánh thành nhà máy xử lý nước thải làng nghề tại huyện Hoài Đức. Với tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu đô la Mỹ, công suất 270.000 mét khối một ngày đêm, dự án Yên Xá là dự án có quy mô tập trung lớn nhất, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc cải thiện môi trường sống ở thủ đô, nâng tỷ lệ xử lý nước thải từ 20% hiện nay lên 60-70% trong những năm tới. Cầu vượt Trần Duy Hưng Nguyễn Chánh là cây cầu thép thứ 7 hiện diện trên bản đồ hạ tầng giao thông của thủ đô. Thời gian qua, những cây cầu vượt bằng khung thép nhẹ này đã đóng góp không nhỏ trong việc giải quyết vấn nạn điểm đen về tình hình ùn tắc giao thông của thủ đô. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã xóa thêm được 10 trên 46 điểm đen ùn tắc giao thông trên địa bàn. Chi phí thấp, thời gian thi công nhanh, hiệu quả đem lại cao, đó là ưu điểm mà những cây cầu thép đang mang lại. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẩn trương hoàn thành các dự án mở rộng và làm cầu vượt tại 4 nút giao nhằm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc trên địa bàn. Thủ đô Hà Nội đang ở giữa mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Vẻ đẹp của thiên nhiên còn được cộng hưởng nhân lên bởi không khí náo nức chào mừng kỷ niệm 62 năm giải phóng thủ đô. Từ trước đây nhiều ngày, cả 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đều tăng cường chỉnh trang đô thị, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu được trang trí trên nhiều tuyến đường trung tâm và các tuyến phố khác. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh, cắt tỉa cây xanh cũng được thực hiện từ nhiều ngày trước. Để thủ đô duy trì lâu dài được vẻ đẹp, thanh bình như vậy, hy vọng mỗi người Hà Nội sẽ nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường từ những việc làm nhỏ nhất như không đổ rác phế thải ra đường, tuân thủ luật an toàn giao thông. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn cán bộ công chức nhà nước, người có thu nhập thấp, người lao động nghèo có cơ hội hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà ở tại nơi tấc đất tấc vàng. Đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn to lớn, chăm lo đời sống cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Sau nhiều năm liền phải đi thuê trọ nay đây mai đó, từ 2 năm gia đình chị Vũ Thị Thơm ở phòng 302 khu nhà ở Eco Home 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm đã có một mái ấm thực sự và ổn định. Sự thật cho đến bây giờ, chị vẫn cứ ngỡ như mơ. Mình thấy ở đây rất là thuận lợi. Gần trường học, gần trường, gần trạm, nói chung là gần bệnh viện, gần hết trọ, gần không gian lại mát mẻ. Cũng giống như chị Thơm, chị Lê Nga trú tại phòng 604E1 khu đô thị Eco Home đã dọn về đây sinh sống được 2 năm. Như mọi ngày, chị Nga lại tất bật chuẩn bị các món chè thạch để mang đi bán. Dù lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng ngày nào chị cũng trích một phần số tiền tiết kiệm được ủng hộ cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng mong muốn những người như bọn tôi là có được cái như này và mong muốn nhiều cái đơn vị cá nhân sẽ đứng ra làm cái mô hình này để cho nhiều người có được nhà ở,
không phải cuộc sống phải đi thuê để vất vả. Được biết trong giai đoạn 2015-2020, thành phố sẽ tiếp tục bố trí nhiều khu đất để phát triển các dự án nhà ở xã hội tập trung, qua đó gắn phát triển nhà ở xã hội với phát triển kinh tế, đồng thời cùng lúc thực thi các chính sách giảm gánh nặng cho ngân sách, vừa tạo điều kiện cho cư dân được hưởng các tiện ích về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Như vậy, bức tranh toàn cảnh thị trường bất động sản sẽ tiếp tục có thêm những gam màu tươi mới và lan tỏa để nhiều gia đình có mức thu nhập trung bình thấp cũng có thể được thụ hưởng. Chuyên mục Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày 10 tháng 10 của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất mong sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ phía các cơ quan quản lý và người dân để chúng ta sẽ cùng nhau chung tay xây dựng một thủ đô văn minh hiện đại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai.